Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là khóa ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại là Redmi Note 11 nhé mọi người nhé. Và những cái chiếc điện thoại Redmi khác thì các bạn cũng đều làm tương tự cho mình nhé. Ở đây thì mình sẽ vào cái phần cài đặt này, mình sẽ vào cái phần giới thiệu điện thoại cho mọi người xem nhé. Đây thì hiện tại là cái tên thiết bị của mình đang là Redmi Note 11S nhé mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra. Tiếp đến thì vẫn ở trong cái phần cài đặt thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần là ứng dụng nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ vào cái phần là ứng dụng này. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là khóa ứng dụng cho mình nhé. Rồi lúc này mình sẽ kích vào cái phần là bật khóa ứng dụng nhé. Lúc này các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu nhé mọi người nhé. Mọi người lưu ý là kết nối ít nhất là phải 4 điểm trở lên nhé mọi người nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ lại hình để mình xác nhận nhé. Rồi mình sẽ kích vào phần là tiếp theo này. Lúc này các bạn có thể là thêm cái tài khoản Xiaomi để mỗi khi chúng ta quên mật khẩu thì các bạn có thể là đặt lại nhé mọi người nhé. Hoặc là chúng ta kích vào cái phần là không phải bây giờ nếu như chúng ta chưa có tài khoản Xiaomi nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ kích vào cái phần là lần tới này. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra tất cả các tài khoản chúng ta có thể là khóa được nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ tích bỏ đi này. Đó, ví dụ như chúng ta cho bạn bè mượn điện thoại hay người thân chúng ta mà chúng ta có những cái phần tin nhắn thì chúng ta không muốn họ đọc thì mình sẽ chọn vào cái phần là Messenger chẳng hạn nhé. Mình sẽ kích vào cái phần là sử dụng khóa ứng dụng này. Lúc này các bạn có thể là cài đặt thêm cái vân tay để chúng ta có thể mở hoặc là không nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thoát hẳn ra bên ngoài nhé. Mình sẽ tìm đến cái ứng dụng là Messenger xem đã khóa chưa nhé mọi người nhé. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy lúc này chúng ta cần phải vẽ cái mật khẩu của chúng ta thì chúng ta mới có thể là truy cập được vào cái ứng dụng là Messenger nhé mọi người nhé. Rồi ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là bật khóa ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại là Redmi nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình, like đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.